Mình xong phần lỏng tóc như thế này. Tiếp tục mình sẽ sử dụng phần mắt này để sau đó mình sẽ sử dụng một đoạn len màu đã đến lên phần mỡ. Rồi, mình đã hoàn thành xong vế một trên này. Rồi mình sẽ đánh một ít lá hồng vào cho vế. Vậy là mình đã hoàn thành xong. Tạm biệt và hẹn.